Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài tập cũng rất là dễ. Thì thường thường những bài tập mình đưa ra thì các bạn có thể tự làm được. Thì chào mừng các bạn đến với tập 45 của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ thiết kế một cái test, nhưng mà nó sẽ phát sáng như một cái đèn neon, gọi nôm na là test neon đi ha. Thì ở đây mình sẽ gõ test. Các bạn có thể tùy chọn, ở đây nó có nhiều loại test khác nhau, thì các bạn có thể chọn test phù hợp. Ở đây ví dụ lấy cái phông này đi. Thì bạn nào cần cái phông này thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ gửi cái sụt cho các bạn ha. Ví dụ vậy đi ha. Mình sẽ gửi ví dụ. Tùy, có nhiều loại phông rất là đẹp. Ở đây mình sẽ tạo một cái biển hiệu quảng cáo bằng đèn neon ha. Bạn nào muốn canh giữa thì chúng ta sẽ chọn hai đối tượng nè. Ở đây nó sẽ có cái phần cho chúng ta canh. Rồi, để chúng ta tạo cái hiệu ứng phát sáng neon thì các bạn sẽ lướt chuột phải lên cái layer chúng ta, chúng ta sẽ chọn là Blending Option. Rất đơn giản, chúng ta sẽ chọn Auto Glow. Và chúng ta sẽ lướt chọn cái màu ở đây. Đèn neon của chúng ta thường thì chúng ta sẽ chọn những màu sau là những màu xanh dương. Và ta tăng size lên. Những màu của chúng ta là những màu xanh dương nè. Màu tím. Và hồng đỏ ha. Đó, tím. Ở đây chúng ta có một số, ví dụ như là đó, chúng ta có thể chọn một vài cái thạch new wear để chúng ta thấy cái nào chúng ta phù hợp thì chúng ta sẽ chọn cái mẫu đó. Ở đây là cái size phát sáng. Và muốn cho nó mềm một tí thì chúng ta sẽ chọn sharp. Phát sáng nó sẽ mềm hơn. Và phải chỉnh răng gồ cũng được ha. Răng gồ càng nhỏ thì cái đường biên của nó sẽ càng cứng. Khi chúng ta càng kéo lên nó sẽ càng nhòe và nó sẽ tự nhiên hơn. Rồi. Mình sẽ thử cái phía dưới ha. Chúng ta lướt chuột phải lên, chọn Blending Option. Sau đó chúng ta sẽ chọn là Auto Glow và chúng ta hiệu chỉnh màu sắc lại cho phù hợp. Ví dụ như màu xanh lá này mình thấy thì nó không có giống lắm ha. Mình chọn những cái màu ví dụ như tím, đỏ, xanh dương chẳng hạn. Mình thấy cái màu nó giống cái màu đèn neon hơn. Đó. Ở đây có rất là nhiều cách để chúng ta làm hiệu ứng đèn neon như thế này. Thì đây là một trong những cái bài tập dễ để các bạn thực hiện. Ngoài ra nó có nhiều cái bài tập khác thì với những cái thao tác khác nó hơi phức tạp hơn một tí ha. Thì trước mắt các bạn cứ thử làm bài tập này xem sao.
Ngoài cho test thì chúng ta có thể cho những cái đối tượng khác ha. Ở đây mình ví dụ thêm một cái nữa. Đây, mình sẽ dùng cái khung bo chúng ta. Thì ở đây mình sẽ không có lấy fill, chúng ta chỉ lấy góc thôi. Chúng ta sẽ lấy đường viền thôi. Chúng ta sẽ chọn màu trắng. Màu trắng nó sẽ giống với đèn neon hơn. Chữ thì nãy mình cũng chọn màu trắng luôn. Rồi, chúng ta sẽ cho nó khoảng 5, cho cái độ dày của nó ha. Còn đây là cái độ bo của nó nè. Nếu các bạn thấy bo chưa đủ, chúng ta có thể tăng thêm ở đây là khoảng 20. Các bạn thấy độ dày chưa đủ, chúng ta có thể tăng lên 10. Tùy theo kích thước ảnh mà chúng ta gia giảm cho nó phù hợp. Ở đây không có quy định chung nào hết. Chúng ta sẽ nhắm bằng mắt của chúng ta. Khi nào phù hợp thì chúng ta ok thì được. Ngoài làm cho chữ thì chúng ta có thể làm cho những cái đối tượng này chẳng hạn. Rồi, mình sẽ dùng một cái mask. Chúng ta sẽ tô ha. Chúng ta sẽ tạo một cái mask cho cái lớp này. Rồi chúng ta sẽ tạo đường cắt ở đây. Các bạn sẽ tô màu đen ha. Antenna delete để chúng ta tô cái phần màu đen để chúng ta ẩn cái lớp này đi. Thì các bạn sẽ thấy nó như thế này. Ha, rồi chúng ta tạo ẩn một cái lớp mặt nạ ở đây. Rồi các bạn có thể lít chuột phải lên cái blending option hồi nãy chúng ta copy. Ha, lít chuột phải lên cái lớp này nè. Chúng ta copy cái effect của nó, chúng ta sẽ chọn là copy layer style và chúng ta có thể chọn lớp này chúng ta bát ra. Cũng được ha. Sau đó chúng ta double click vô, chúng ta đổi là màu cho phù hợp là xong. Ví dụ như thế này ha, thì chúng ta vừa tạo được một cái lớp đèn neon rất là dễ làm đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ làm thử bài tập này xem sao ha. Các bạn có cần hỏi thắc mắc gì thì chúng ta sẽ comment phía dưới. Và cảm ơn các bạn đã xem clip này. Và các bạn nhớ là chúng ta hãy bấm sub đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.